Chào mừng các bạn trở lại với show review Chuyện đồ đệ của ta đều là đại phản phái Tập 2, tiếp theo phần trước Lục Châu xuyên không thành cơ thiên đạo Đang bị thập đại môn phái chính đạo vây công ở hang ổ Lúc này Mên đang dẫn bốn đồ đệ ra ngoài nghênh chiến Bên ngoài, các cao thủ chính đạo tập trung đông như kiến Mọi người dùng lực mạnh hơn đi Kim Đình Sơn sắp không chống đỡ được nữa rồi Mà đầu lão tổ của Kim Đình Sơn nhất định đã bị trọng thương rồi Bây giờ làm con rùa đen rụt trong mai không dám ló mặt ra, nếu là trước kia thì kim đình sơn sao có thể sợ hãi đến mức này chứ nghe được lời hô hào cổ động bọn chúng thi nhau ra lực nhắm vào trận pháp của nhà mên đúng vậy nhất định là hắn không dám ra ứng chiến tiếp tục công kích nào lúc nãy bỗng nhiên một thanh niên chú ý đến bên trong trận pháp rồi lớn tiếng hô hoán cẩn thận lão ma đầu ra rồi đây chính là chu kỷ phong đệ tử của thiên kiếm môn quả thật phía trong mên đang nhàn nhã từng bước bước đến các công kích vẫn chưa thể phá được trận pháp nhà mên Bây giờ mên đã bước sát với vách ngăn trận pháp chỉ còn đúng nửa tức thì dừng lại, làm cho cả bọn đệ tử lẽo đẽo theo sau không hiểu nổi, sao lại không bước tiếp nữa nhỉ? Thấy vậy, môn chủ thiên kiếm môn lạc trường phong liền cất tiếng chào hỏi trước, ai rô một tháng không gặp hình như ma đầu tổ sư ra đã trẻ hơn rồi thì phải. Thấy cái vẻ mặt bóng bẩy ngụy quân tử của hắn, mê lên tiếng châm chọc, lạc trường phong, lá gan của ngươi cũng không nhỏ nhỉ. Nghe thế, môn chủ thiên kiếm môn giận dữ lớn tiếng, đừng giả bộ nữa, ngươi lừa được mấy tên ác đồ nhà ngươi chứ không lừa được bọn ta. Đừng cố làm ra vẻ cũng chẳng được gì đâu, ngoan ngoãn dơ tay chịu trói, danh môn chính đạo trong thiện hạ sẽ để ngươi được chết toàn thây. Đồng thời đồ đệ của hắn, Chu Kỷ Phong, cũng quay về phía bốn tên đồ đệ của Mên để dụ dỗ. Bốn người các ngươi hẳn là bốn tên đồ đệ còn lại của lão giả này có phải không? Lão ma đầu này sớm đã bị trọng thương, có thể giả vờ đến hiện tại cũng không dễ dàng gì. Ta cho các ngươi một cơ hội cải ta quý chính phối hợp với chính đạo bọn ta rất hắn, bọn ô hợp xung quanh hắn liền lên tiếng ủng hộ dầm trời. thấy vậy lão tứ rất là bực bội, thật là ồn ào chết đi được. sư phụ, đồ nhi xin người hãy quyết chiến, Ông không thể nhịn được ước muốn lột ra dốc xương tên tiểu tử quỷ tiện này nữa rồi. ngũ bà cô cũng lên tiếng, phi kiếm của ngươi cũng không tệ, nếu ngươi có thể chịu được một trưởng của ta thì ta sẽ ngoan ngoãn dâng hiến cho ngươi. thế nào có thích không? nghe thấy vậy men đen cả mặt lại, ta còn đang tu công đức mấy cái tên này đúng là ác đồ mà, không cần. Đường đường là danh môn chính phái, thì làm sao cho ngươi cơ hội đơn đấu chứ? Đánh hội đồng là sở trường của bọn hắn rồi, sư phụ nói phải, đồ nhi nhất thời hồ đồ. Thấy kế khích tướng thất bại, Chu Kỷ Phong khá là tức tối với mên, tuy nhiên sư phụ hắn biết lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa ôm, kêu hắn nuôi ra, ngay lập tức hắn và bọn ô hợp xung quanh té đái chạy biến. Lạc Trường Phong tiếp tục nói chuyện, Ai mà chẳng biết chín tên ác đồ của Kim Đình Sơn đều đã là cường giả từ thần đình cảnh trở lên. Bắt nạt một vãn bối sinh sau đẻ muộn, e là chỉ có bọn ma đầu các ngươi mới làm được thôi. Hôm nay các cao thủ chính đạo liên thủ với nhau để tiêu diệt các ngươi, cũng là do đám ma đầu các ngươi gieo gió gặt bão mà thôi. Chả trách ai được đâu, thiện hứa thiện báo, ác hiếu ác báo, đừng có chống cự vô ích nữa, đúng là lời của ngụy quân tử mà. Hừ, là chính hay là ta, là đúng hay là sai, bản tọa tự có phán đoán của mình. Cho dù đồ đệ của bản tọa làm sai thì cũng phải do chính tay bản tọa trừng trị, không tới lượt đám các ngươi khoa chân múa tay, mên đáp trả lại. Lão già này, ngươi đúng là biết nói đìa, đê dợi tới lúc ngươi ra tay chừng trị bọn chúng, thì cả cái thiên hạ này cũng đã tiêu đời nhà ma hết rồi. Vua chính hải U Minh giao chiến đoạt các tông phái khác khắp nơi, ngươi có quản hắn không? Ngu thượng nhung ăn cướp trắng trợn mấy ngàn vật chân quý ở thủ đô thứ hai của đại viêm. Ngươi có quản hắn không? Ta hỏi ngươi, Xính lễ của Vương Triều Đại Viêm dùng để hỏi cưới Vương Phi Tây vực bị đánh cướp có phải do ngu thượng nhung gây nên không? Điều này làm cho Mên không còn lời nào để phản bác, đành phải thừa nhận, Lạc Trường Phong lúc gào thét càng khí thế hơn. 30.000 tu hành giả phơi thây ở Nhung Bắc có phải là mưu kế do tư vô nhai châm ngỏi ly gián gây ra không? Hai cũng phải, hứa ngươi chịu thừa nhận vậy là được rồi, dạy không nghiêm là do thầy lười, ngươi còn lời gì để nói không? Tuy nhiên Mên vẫn chẳng hề thấy xấu hổ gì, bởi vì hắn không còn là cơ thiên đạo, mà là lục châu, thế thì sao chứ, không cùng tộc ta tất sẽ có những suy nghĩ khác dị. Tây vực là dị tộc, Nhung Bắc cũng là dị tộc, ngươi đồng tình với dị tộc, thương hại dị tộc, muốn giải quyết đồng tộc ta đây, ngươi mới là kẻ đáng bị chém. Nghe men nói, khiến cho lạc trường phong các thêm tức tối. Mà đầu lão tổ, nếu ngươi có gan thì bước chân ra ngoài trận pháp đi, cứ giả vờ giả vịt như vậy mãi, cũng sẽ vô ích thôi. Lão lạc lại khích tướng men, ha ha đã thế thì bản tọa đánh với 10 người các ngươi một trận vậy, Mên sảng khoái đáp ứng luôn. Tuy nhiên nghe được những đối thoại của Mên và Lạc Trường Phong làm đám ác đồ lâm vào mê man, sư phụ lão nhân gia ông ấy cũng không phải là người ăn nói khéo léo, một lời không hợp là sẽ rát ai với đối thủ, vậy mà bây giờ lại nói đạo lý với đám danh môn chính đạo này rồi, thật đúng là chuyện lạ hiếm thấy trên đời mà. Luôn có chỗ nào đó quái dị không nói lên lời mà, lão tứ một bụng ý đồ nghĩ xấu về sư phụ, nhưng nhìn biểu cảm thì cũng khá là đáng yêu đó chứ. Tính tình của sư phụ tuyệt đối không phải như vậy, nếu sư phụ thực sự có năng lực lấy một địch một o thì sao có thể cam tâm cãi lộn, giảng đạo lý với người khác chứ. Điều này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đang nghĩ thì một giọng nói lớn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của lão tứ. Lão ma đầu, để ta xem ngươi có thể giả bộ tới khi nào, ăn một kiếm của ta, hay hay là sư phụ đang bị thương. Lão tứ gần như chắc chắn về điều này với những lập luận của riêng mình. Ngay lúc này đây, Mên đã bước ra khỏi bình chứng trận pháp, cũng được để bản tọa mở mang một chút kiến thức về thủ đoạn của người nào. Thấy Mên đã ra, Lạc Trừng Phong liền triển khai chiêu thức mạnh nhất của hắn, đây là tuyệt kỹ độc môn của Thiên Kiếm môn, Thiên Kiếm Nhất Thiềm. Trong nháy mắt thi triển ra uy lực tấn công gấp trăm lần, cho dù là cường giả nguyên thần kiếp cảnh đỉnh phong cũng không dám đỡ chiêu kiếm này. Một chiêu này cũng có thể dò ra tu vi sâu cạn của lão ma đầu, cho dù lão có thể tiếp được thì cũng chẳng thể thay đổi được gì đâu. Lão ma đầu kiều muốn chết, không thể trách người khác được, những tiếng xì sầm nghị luận cứ vang lên không ngừng, còn Mên vẫn đang từ từ bước đi về phía đám chính đạo cao thủ. Trong số bốn đồ đệ, chỉ có mình Thử riêng Nhi là lo lắng cho Mên mà thôi, còn những tên kia thì cho rằng không có khả năng Mên lại tự dưng đi chịu chết cả, có lẽ Mên vẫn còn lá bài tẩy nào đó chưa sử dụng, để bọn chính đạo này thử thăm dò một chút Mên. Tuy nhiên bọn chúng cũng cho rằng hiện nay Lạc Trường Phong đã ra sát chiêu mạnh nhất của Thiên Kiếm môn. Dù là cường giả nguyên thần kiếp cảnh thì cũng không dám chắc có thể đỡ được chiêu này, rõ ràng là cái bẫy của Lạc Trường Phong mà. Còn Mên thì lúc này đang bước đi với bảng túi đựng đồ trước mặt, bảng hệ thống chỉ có Mên là thấy, người khác không thể thấy được, khi thời cơ đến mê nhất định phải sử dụng tấm thẻ trạng thái đỉnh phong. Chứ nhìn mặt bọn ác đồ, sự hoài nghi của chúng ngày càng tăng cao, chỉ sợ chưa chết trong tay chính đạo đã bị bọn này cho đi chầu tổ tiên trước rồi. Thật là tình thế ngàn cân treo sợi tóc, trước sau đều thụ địch mà, làm sư phụ kiểu này thực sự là quá ớt ức cho mên mà, đồ đệ chỉ trực chờ phản bội. Bỗng nhiên tiếng hệ thống lại vang lên, phát động nhiệm vụ trí nhanh lòng người khó dò, chi tiết là khiến cho đám ác đồ lộ ra bộ mặt thật. Trong lúc mên đang ngẫm nghĩ thì hàng ngàn vạn thanh kiếm từ kiếm chiêu của Lạc Trường Phong đang chuẩn bị sẵn sàng để đâm mên thành cái sàng. Chỉ thấy Lạc Trường Phong đã tích lũy đủ, bắt đầu tấn công, thử Diên nhi vẫn một lòng trung thành kêu mên trốn đi có lão tứ thì bộ mặt thả nhiên cho rằng cho dù sư phụ không bị thương đi nữa thì muốn mạnh mẽ tiếp lấy chiêu này cũng là một chuyện lành ít dữ nhiều. Hắn không hiểu tại sao mên lại cố tình làm như vậy chứ, là đi chịu chết hay sao, lúc này ngũ đồ đệ không thể chờ được nữa, lập tức xông lên, chẳng biết là muốn cứu hay muốn thịt mên đây. Lão Tam cũng đồng thời tham gia, hóa ra bọn chúng muốn giải cứu mên vì nếu lão chết rồi, thì những công pháp và vũ khí chân quý sẽ đi theo mên xuống mồ mất, cuối cùng vẫn là tiền tài làm mờ mắt thân tình mà. Lúc này hai chiêu của bọn chúng tuy ra sau mà đến trước, chặn đứng được lượt kiếm đầu tiên của sát chiêu. Thế vậy mình cũng có đôi chút bất ngờ vì bọn này lại ra tay vào lúc này. Tuy nhiên mình đã nhìn thấu ý đồ của bọn chúng, ác đồ thì vẫn là ác đồ mà thôi, sự mình chết thì sẽ mang theo hết bảo bối và quan tài mà. Chỉ nghe thấy hai tên đồ đệ lớn tiếng gọi mên, sư phụ mau lùi lại, còn chiêu thức bọn hắn đang cố gắng chặn sát chiêu của Lạc Trường Phong điều này làm cho chiêu kiếm trực hướng đánh lên trận pháp khiến trận pháp đã xuất hiện những vết rách không hồ là chiêu mạnh nhất của một trong thập đại tông môn chính đạo chỉ thấy men thấy bọn ác đồ ra tay thì nhanh chân lùi lại vào trong trận pháp còn vùng đất bên ngoài trận pháp đã bị đánh thành hố sâu rồi men nhìn vết rách trên cao cho rằng bình chứng này sẽ không còn chống cự được bao lâu nữa tuy vậy thẻ đỡ đòn chí mạng của men vẫn còn đủ 5 lần chứng tỏ chưa bị phát động có nghĩa là công kích vừa rồi không gây nguy hiểm đến tính mạng cái đám ác đồ này làm hỏng chuyện tốt của mình rồi. Thấy Mên chạy nhanh như thỏ, đám ô hợp bên ngoài thi nhau nghị luận khích tướng Mên, ta biết ngay lão ma đầu này đang giả vờ mà. Vừa rồi chạy nhanh thật, không ngờ lão đường đường là ma đầu lão tổ mà lại luân lạc đến mức này, ta cũng nhìn thấy rồi, thật đúng là mất mặt mà. Lạc Trường Phong cũng cất tiếng châm chọc, đây chính là thủ đoạn của ngươi sao, thật đúng là đã làm cho ta mở rộng tầm mắt đấy. Bộ dáng thì tiên phong đạo cốt, nhưng vẻ mặt thì lại vô sỉ trái ngược, điều này làm cho các đệ tử của Mên bất bình lên tiếng chửi hắn. Lạc Trường Phong ngươi đúng là chẳng cần mặt mũi nữa mà, một kích toàn lực kia của ngươi mà muốn sư phụ bọn ta đứng yên đón đỡ sao, cho bọn ta là đồ đần sao. Triêu Nguyệt, ta so chiêu với sư phụ ngươi, hắn không nói gì thì thôi, đám người các ngươi lại đột nhiên nhúng tay vào. Xem ra địa vị của ma đầu tổ sư ra ngươi đã chẳng còn được như trước nữa rồi, Lạc Trường Phong lúc này bắt đầu công kích chia rẽ tình thầy trò nhà mên. Bỗng nhiên lại có thêm một hứa bay tới là Trương Viễn Sơn của chính nhất đạo, cơ lão ma thế mà lại cần tới sự bảo hộ của mấy tên đồ đệ, đúng là chuyện lạ trong thiên hạ mà. Nhìn thấy cái bọn giả nhân giả nghĩa này diễn kịch, Mên cũng thấy nhàm chán, thẻ thể nghiệm trạng thái chỉ có 3 tầm mà thôi. Mỗi tầm 30 phút, nói cách khác thì một khi đã sử dụng thì phải tốc chiến tốc thắng, Mên thầm nghĩ trong lòng. Còn bên này lão tứ lên tiếng bàn kế hoạch với lão ma, sư phụ, chớ nên nói nhảm cùng bọn chúng, người thần uy cái thế. Chỉ cần người xuất thủ kiềm chế thập đại cao thủ, thì còn lại cũng chỉ là bọn lính lắc tôm cua, toàn bộ cứ giao cho bốn người bọn con xử lý, chẳng phải sẽ tiện hơn sao. Đúng là đồ đệ ngoan mà, nó kêu sư phụ đi đấu với thập đại cao thủ, nếu là cơ thiên đạo trước đây, cũng tức chết vì hắn. Tuy nhiên, Lục Châu thì với sự giúp đỡ của hệ thống, nhìn rõ mưu đồ của bọn ác đồ này, hắn lạnh giọng hỏi, ngươi đang nghi ngờ quyết sách của vi sư sao, đồ nhi không dám. Lúc này men hoàn toàn tức giận rồi, muốn diệt kẻ thù bên ngoài thì phải dẹp yên nội loạn trước nếu không để cho đám ác đồ này thành thật một chút thì e là việc tiếp theo cũng khó mà hoàn thành được thẻ thể nghiệm trạng thái đỉnh phong thì có giới hạn thời gian một khi hết giờ thì sẽ lại rơi vào nguy cơ nghĩ xong bên lập tức lớn tiếng quát đoan mục sinh ngươi thật to gan ai cho phép ngươi nhúng tay vào chuyện của vi sư lão tứ vẫn còn già mồm cãi lại đồ nhi biết sai rồi đồ nhi chỉ là lo lắng cho sự an nguy của sư phụ lão tặc lạc trường phong cố ý dẫn dụ người mắc mưu người nhất định không thể trúng kế của hắn không biết là kế của hắn hay kế của ngươi đây nói xong hắn quỳ một chân tay đấm xuống đấy thể hiện cái sự bực tức trong lòng khi bị nói chúng tim đen còn tên lão tứ thì chuẩn bị lật mặt nạ ra với lão ma đầu sư phụ cần gì phải thế chứ diễn cực khổ như vậy cũng đủ rồi đúng là đồ đệ tốt mà hắn còn không quên gọi lão tam đứng dậy muốn hắn về cùng phe với mình lật mặt với sư phụ sư phụ à từ bỏ đo chỉ cần người đem công pháp và vũ khí hoàn chỉnh truyền thụ lại cho bọn con thì hôm nay Đồ Nhi sẽ dốc toàn lực mang sư phụ rời đi. Người vĩnh viễn là sư phụ của bọn con, ngũ đồ đệ Chiêu Nguyệt cũng đã ngả bài luôn. Thấy các sư huynh đệ đều đã rở mặt, Thử Diên Nhi bất mãn lên tiếng chất vấn bọn chúng, "Sư huynh sư tỷ, các người làm như vậy là có ý gì chứ?" Trước tình cảnh của Mên lúc này với bọn ác đồ, đám chính đạo cùng nhau người ngạo nghễ, khinh bỉ Mên, đúng là ông trời có mắt mà, tự gây nghiệp thì không thể sống mà đúng là báo ứng mà, dạy dỗ ra được đám ác đồ như thế này, hắn là ngươi cũng đã có chuẩn bị sẵn tâm lý rồi đúng không? Năm tên ác đồ đã phản bội bỏ đi lúc trước chính là ví dụ tốt nhất. Ta nghĩ là không cần danh mua chính đạo chúng ta ra tay thì lão ma đầu này đã định là sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Bóng dáng mênh cô đơn giữa hai vòng vây nội loạn và địch nhân bên ngoài, hắn vẫn thong dong hỏi cửu đồ đệ, Diên Nhi, còn con thì sao? Điều này làm cho cô nàng rất bối rối, nàng chưa biết phải trả lời sao với sư phụ, hay chính lúc này nàng cũng chưa chọn được con đường cho mình thấy cô bé ấp úng vậy mê nhẹ nhàng không sao có lời gì muốn nói thì cứ nói thẳng vi sư sống nhiều năm như vậy rồi còn chuyện gì chưa gặp qua chứ thời điểm đại sư huynh nhị sư huynh của các ngươi rời khỏi kim đình sơn còn tiêu sái hơn các ngươi bây giờ nhiều lúc này âm thanh hệ thống lại vang lên tinh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh lòng người khó giỏ ban thưởng chân thực chi nhãn có hiệu quả vĩnh viễn thử diên nhi thân đình cảnh độ trung thành 60%, đang liên tục tăng lên, ý là cái chân thực chi nhãn này có thể xem được độ trung thành của người khác đối với mên. Nghe mên nói vậy, thử liên nhi liền quỳ sụp xuống, sư phụ, đồ nhi không dám, mên tiếp tục quét chân thực chi nhãn về phía bọn ác đồ. Lão tứ ninh thế nhân, thần đình cảnh, độ trung thành 15%, đang liên tục hạ xuống, lão tam đoan mục sinh, thần đình cảnh, độ trung thành 23%, đang liên tục hạ xuống. Ngũ đồ đệ chiêu nguyệt, thân đình cảnh, độ trung thành 35%, đang liên tục hạ xuống, hãy cả đám ba đứa đều ngấp nghé muốn hạ đo ván sư phụ của mình rồi. Hệ thống tiếp tục giải thích về công dụng của độ trung thành, dưới 0% sẽ trở thành kẻ địch phản bội sư môn, khi độ trung thành lớn hơn 80% sẽ không thể phản bội, trên 90% thì sẽ trung thành tuyệt đối. Men nghĩ rằng độ trung thành của ba đứa kia liên tục hạ xuống đều trong dữ liệu cả, tuy nhiên của tiểu diên nhi lại tăng lên làm cho men có chút được an ủi nội tâm. Như than ấm đưa ngày tuyết rơi, đã như vậy thì vi sư cũng không cần phải tiếp tục giả vờ nữa vi sư đúng là đã bị thương nghe được những lời này của mên lạc trường phong thì chẳng có vẻ gì là bất ngờ cả còn ba tên ác đồ kia thì vẻ mặt như chuyện này là đương nhiên vậy nhưng mên đã nói hết đâu hay he, he nhưng điều đó không có nghĩa là các ngươi được phép ngỗ nghịch vi sư giọng mên gần lên làm ba khứ giật mình có chút hoảng sợ chính vào lúc này mên đã quyết tâm sử dụng một tấm thể nghiệm đỉnh phong để dạy dỗ đám ác đồ này sau đó khí thế của men tăng vọt, áp bức về phái ba đứa, làm bọn chúng thủ huyết bay ngược ra sau, dám ngỗ nghịch thì phải chịu trừng phạt nặng. Chỉ riêng có tiểu diên nhi đáng yêu của chúng ta là hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả, chúc mừng tiểu lô ly đã chọn đúng đội. Luồng áp bức này không chỉ dừng lại ở việc làm cho ba tên đồ đệ bị thương, mà nó còn bay thẳng ra bên ngoài trận pháp, áp về phía đám chính đạo, những kẻ thực lực yếu đều bị cuốn bay đi. Lúc này ba tên ác đồ cũng kịp thời di chuyển ổn định thân thể, đất đá bay tứ tung vỡ nát, đủ thấy thời kỳ đỉnh phong của cơ thiên đạo mạnh mẽ cỡ nào. Cả ba tên đều quỳ xuống đồng thanh, đồ nhi biết sai rồi, vẻ mặt tràn đầy sự hoảng sợ. Thử Diên Nhi vẫn bộ dáng đáng trong sáng như vậy, cũng không cất lên tiếng. Xung quanh cơ thiên đạo tỏa ra từng luồng khí tức mạnh mẽ, như đốt cháy cả thân thể. Hắn cảm thấy khi ở trong trạng thái đỉnh phong, thân thể tràn ngập lực lượng này thật là tốt. Những luồng khí tức này thậm chí biến thành cuồng phong, cuốn nát tất cả đất đá dưới chân hắn, quả thực là mạnh mẽ đến cực điểm, hết tập 2. Chuyện sẽ ngày càng hấp dẫn hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video của Soul Review. Nếu các bạn thấy thích video, xin vui lòng cho mình xin một like, share, comment và subscribe kênh Soul Review nhé. Đừng quên nhấn chuông để nhận được sớm nhất các video nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.